ta xuống trạm xe buýt, chúng ta xuống trạm xe buýt và đi vào khám phá của phố cổ Dược Thảo của Pina. Rồi chỗ này có cái gì vậy, gì là hay kìa. In the day when the money could be air. Hình bé à, ở đây có cái robinet, cái bồn nước nhưng mà người ta khóa lại này, hay chưa, vui chưa đó. Nãy mèo tranh mèo giả quá trời, bây giờ cái mèo thiệt đang ngậm một chục luôn kìa, bỏ chạy. Chà chà, ở này cửa hàng bán đồ như mèo. Có anh Doraemon, anh làm mẫu đây. Doraemon mà anh hùng Mỹ, Doraemon mà anh hùng Mỹ các bạn, hay chưa, Nhật Mỹ. Đây là chúng ta đang ở Malai, đây cửa hàng của anh mèo. Đây chị mèo đẹp chưa, chị mèo đeo giỏ sách đi. Malai. Có ghế ngồi cho du khách ngủ nghỉ ngơi. Chuông gió đây rồi. Ghế ngồi dưới hàng chuông gió dễ thương chưa? Ai ngồi nghỉ chơi các bạn. Tiếp tục đi khám phá khu phố cổ của Penang. Cái mấy cái bức tường phía trong nhìn xem của cổ à, có cái hàng rào tường kiến trúc nó giống như cái hàng rào tường thấp thấp thấp. Ở đây là những cái nhà nhà của cổ à, đây là cái đâu Penang nhé, ở Penang. Đây là cái công ty doanh nghiệp đầu tiên Penang các bạn. Sơn Penang với ông San Tong khu công si gì à, giờ trở thành bảo tàng lịch sử. Thấy nhìn đây nhìn mùa có con mèo đu dây, con mèo ở đây con mèo đu đây thì dùng mèo này bị nhạt thôi. Con cú này nữa nè. Mấy cái hình nhỏ vậy đó. Con cú cái cành cái cây cho mà nó gãy con cú lên. Giống như con cú đang đậu trên cái cây vậy ha. Chỗ đó bà mèo đang đu bánh xe. Còn đây bà mèo đu xích đu. Vui quá. Con cú nó đứng lên nhành cây đó. Để tạo hình trên cái cây luôn, để luôn cái cây. Đó, liên tục luôn. Cái này vẽ con mèo dáng, giống như dáng. Đây, đây cũng có một tranh gì vậy? Tranh con mèo, mèo bướm. Mèo bướm, mèo dạng tạo hình lai, con bướm. À, nhưng mà bên trong là con mèo. Bức tường xe, xe cổ chở người đi chơi dạo phố. Đây cũng có con mèo. Ngay cái giống như một cái cánh cửa sổ giả các bạn đã họ vẽ một cái. Đây là cái cửa thiệt này. Một cái cánh
cửa bục nát nhưng mà còn bên trong là vẽ để tạo hình tiếp. Nào con hẻm sâu vào phun hút vào. À đây có con hình con cú. Cửa hàng cảm ơn con cú gỗ. Dạ. Góc tại đây là cửa hàng bán đồ lưu niệm á. Ô bà cụ này dễ thương chưa? À, lớp xanh làm cây dễ thương mà. Nắp sau cánh cửa gỗ. Chỗ đây có bé vô chưa? À, anh vớ tay này, anh bu vô cái lỗ cái bức tường vậy. À, các bạn thấy như thiệt vậy ha, như thiệt luôn. À, chúng ta các bạn cứ tưởng tượng tuổi thơ của mình á, mình bu lên cái đó, mình thò tay mình lấy cái gì đó chẳng hạn. À, giờ chúng ta tiếp tục đi dọc theo phố cổ, dọc theo những con đường phố cổ ở Penang. Ồ, chỗ này làm gì treo lồng đèn nhiều ghê không biết được. Cái công viên, cây xanh. Trong bóng gỗ này này. Ở đây công viên cây xanh ở dưới này trồng những cái hoa, cái kia gọi là cây gì quay tay nha. Đổ màu. À, cái màu. Cái lá nó màu đỏ rồi vậy. Ồ. Cũng đẹp. Nhìn tổng thể là cũng view chép, view phết chứ. À, họ cũng đang để đồ để mà trang hoàng dụng cụ dưới. À, những công nhân đang làm, các bạn thấy công nhân đang làm tấm cọc. Nhìn cũng chiêu thật. À, một màu nổi bật, màu đỏ nổi bật. Một câu đi nữa. À, đó một dãy nhà. À, mình đang đi ra tuyến đường lại. Ngày ba lại. Vào quán cà phê thưởng thức cà phê ở Penang, dọc thao phố cổ Penang. Đây cái cà phê gì đây? Espresso. À, espresso. Đây là cái này là 8 tiền kích. Cổ này là cappuccino. Cappuccino 12 tiền kích à?
drone đúng không? Dạ, 11, 12 viên chiếc gì đó. Hình drone là cảnh. Bốn ly nước, bốn ly 42 tiền trước. Hôm nay thêm ly đá nữa. Quán nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nằm ngay khu phố cổ. Nhưng mà nếu mà giá khu phố cổ như vậy là cũng ok rồi. Đây, quán lịch sự. Cà phê này, cà phê hiện đại nha các bạn, cà phê bán đầy đủ giống như các quán hiện đại đấy, chứ không phải là cà phê truyền thống gì hết. Nó có đồ thêm cho mình uống nước, nước đường, rồi đường nâu, và các cái nước đường. Cái này là nước lọc. Có ly thì sáng nay mình uống nước lọc, xin đá rồi uống thêm nước lọc đây. Để từ phục vụ thêm, mình cần gì mình thêm mình ăn. Rồi cái này, cái Meditech Mart, chỗ này xinh xinh, góc xinh xinh. Quán cũng nhỏ nhỏ thôi. Đây là cà phê hiện đại chứ không phải cà phê truyền thống. Nếu mà cà phê truyền thống thì uống theo cái vị của Malai thì nước chua chua sẽ rất khó uống. Qua đây thì mình có thể kêu cappuccino hay là Americano hay là espresso, là kêu mấy cái loại cà phê. Nó không phải là giống cà phê Việt Nam nhưng mình kêu mấy cái loại cà phê quốc tế. Đi quốc tế nên nó cũng vô lúc em... giá cũng tương đối không mắc, không rẻ nhưng mà cũng không mắc lắm, góc ngồi rất chấp là nhận dễ được. Thương rất là dễ thương nhưng mà các bạn cũng thưởng thức cà phê nha. Đây cua này đây. À, mời các bạn thưởng thức. Cục ly. Nhớ tại là có cái những cái khái niệm về bản thể và mặt điểm không đồng gì cả. Đó thì là cái mình phải biết này đúng không? Đó là tài sản giá trị cho đất, tồn tại ổn định lâu dài và không di chuyển được. Rồi khi mà bất động sản thì nó có đặc điểm gì, nó có bốn đặc điểm chúng ta đều nhớ là có một điểm rồi chúng ta phân loại ra bất động sản thì nó có ba đặc điểm chúng ta phân loại, đó là phân loại tổng quát. Chúng ta nhớ hai loại chính, đó là gì? Bất động sản thì nó có xây dựng hay là không có xây dựng, là một cái loại là đặc biệt là khó xây dựng, nhưng mà xây dựng những cái gì đó đặc biệt. Bất động sản không có xây dựng thì dễ rồi, đất trống đất không có xây dựng. Bất động sản có xây dựng là có công trình trên đó. Là bất động sản đặc biệt là gì? Là nó có công trình trên đó nhưng mà những công trình đó nó có tính đặc biệt. Ví dụ như mấy em thấy như là từng chùa miếu đặc biệt. Chùa miếu.